Đông Gốm chào mọi người nhá. Hôm nay bọn mình du lịch Điện Biên kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên, mùng 7 tháng 5 năm 1954 giải phóng Điện Biên, và cho đến nay kỷ niệm 70 năm, tròn 70 năm là mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ở Điện Biên này người ta kỷ niệm tròn 70 năm giải phóng Điện Biên. Đông Gốm cùng mấy chục anh em ở làng gốm cổ Kim Lan có mặt tại Điện Biên và mang gốm sứ của làng gốm cổ Kim Lan đến trưng bày ở Điện Biên. Thế hình ảnh vừa nãy là mình quay là toàn các anh em ở làng gốm cổ Kim Lan có mặt tại Điện Biên đấy. Đi từ nhà đến Điện Biên này khoảng tầm khoảng hơn 500 cây số. Đi đến đây cũng tốn kém nhiều tiền lắm. Đi người ta mua, có một số anh em là nó đi bằng máy bay là mua hơn 3 triệu một đôi vé vừa đi vừa về đấy. Còn bọn mình thì lại đi bằng ô tô. Đoàn mình ở làng gốm cổ Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội đi mấy xe ô tô đến đây rồi. Anh em đi bằng hai phương tiện, một là đi máy bay, hai là đi bằng ô tô. Gặp nhau, tất cả gặp nhau ở hội chợ. Đây là cái thống của nghệ nhân Đào Việt Bình này. Cái tác phẩm thống này cũng nói về giải phóng Điện Biên. Riêng đợt này đến Điện Biên là kỷ niệm 70 năm là làng gốm cổ Kim Lan này, nó có mười mấy nghệ nhân, toàn nghệ nhân quốc gia. Hôm nay là bọn mình cũng đi hơi sớm, 19 tháng 4 này người ta khai mạc hội Điện Biên, nhưng mà bọn mình đi từ hôm 17 cơ. 18 là mình đã có mặt ở thành phố Điện Biên rồi. Ở đây các nghệ nhân làng gốm cổ người ta trưng bày toàn những cái sản phẩm được giải quốc gia đấy, được giải độc bản đấy. Rất nhiều sản phẩm được giải, giá trị rất là cao nha mọi người nhé. Đến hội này phần đa số những người ở làng gốm cổ Kim Lan là toàn là chủ lò và những nghệ nhân. Người ta đến người ta gặp nhau ở đây cũng như là các đồng hương gặp nhau. Rất là mừng anh em gặp nhau tự nhiên, rất là mừng. Thế tài ở nhà thì chả thấy mừng, đến đây gặp nhau rất là mừng. Như là toàn đồng hương ở xa quê gặp nhau. Mình mới đến gặp anh em mà mình đã nghe thấy anh em nó bảo nó đã bán được sản phẩm, nó bán được sản phẩm giá rất là cao. Vì thực ra người ta trưng bày các cái sản phẩm toàn các cái sản phẩm độc bản này, chưa chấm điểm, nhưng mà nó là toàn sản phẩm độc bản, không có sản phẩm thứ hai, nên là nó giá rất trị rất cao. Bên cạnh chỗ hội chợ trưng bày sản phẩm này là một cái sân khấu người ta chuẩn bị khai mạc, sắp đến giờ khai mạc rồi. Nên là thấy ở trước sân khấu là rất đông nhân dân người ta ngồi để người ta chờ giờ khai mạc. Các cán bộ khắp các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam này cũng đến tham dự cái lễ khai trương này, đâm ra là khai mạc này đâm ra là rất là đông, sân khấu rất là đông, cán bộ và nhân dân ngồi đang chờ giờ khai mạc. Mình thấy có cả người nước ngoài nữa, cái người Lào đến cũng đông, vì ở đây nó gần nước Lào, gần láng giềng Lào, nên Lào sang
dự tham dự cũng đông lắm. Cái chuông này cũng là của nghệ nhân Nguyên Hằng. Tiền đây mình cũng nói cho mọi người biết là đây toàn những sản phẩm mà anh em bà con ở làng gốm cổ người ta làm, nên là tất cả là toàn nghệ nhân người ta làm, nên đâm ra những cái sản phẩm này đều được làm từ đôi bàn tay hết mọi người, nặn bằng tay và vuốt bằng tay, tất cả đều bằng tay hết chứ không có khuôn kiếp gì cả. Đây là những sản phẩm của các nghệ nhân, toàn những nghệ nhân giỏi người ta làm, tay nghề rất là cao, người ta mới đắp nặn lên những cái sản phẩm, gần như là toàn những cái sản phẩm độc bản đều khác nhau hết. Người ta vuốt bằng đôi bàn tay vàng. Bây giờ mình sẽ đi quay từng sản phẩm một cho mọi người xem. Đầu video là mình hay nói toàn nói về làng gốm cổ Kim Lan, nhưng không nói rõ là Kim Lan ở đâu. Xin lỗi mọi người, là Kim Lan Gia Lâm Hà Nội, làng gốm cổ Kim Lan Gia Lâm Hà Nội mọi người. Nó là một cái xã ở vùng ngoại ô Hà Nội. Thì làng gốm cổ này nó cũng có từ rất lâu đời rồi mọi người. Nó ra đời cách đây hàng nghìn năm rồi mọi người, cho nên mới gọi là làng gốm cổ. Làng gốm cổ Kim Lan này nó là một cái làng du lịch đó mọi người ạ. Mọi người có điều kiện thì du lịch về thăm cái làng gốm cổ Kim Lan đấy mọi người nhé. Làng gốm cổ Kim Lan này gần như người ta làm 100% toàn dân người ta làm gốm sứ mọi người. Nhà nào người ta cũng có lò nhé. Những cái sản phẩm người ta làm ra cũng có người ta làm hàng kỹ, cũng có người ta làm sản xuất sản phẩm hàng chợ, cho nên là rất là dễ mua sắm. Người ta sản xuất ra nó là từ quá nhiều mặt hàng, cái lượng sản xuất của cả làng người ta làm ra thì rất là nhiều, bán khắp cả nước Việt Nam, bán sang cả Lào, Campuchia, bán ra rất nhiều nước trong khu vực. Bên cạnh đây là hội chợ công thương khu vực Tây Bắc Điện Biên 2024. Lúc này trên sân khấu người ta khai trương nên nó có nhạc, nên mình cũng không quay hết được cái khai trương của hội, thì quay vào cái này nó có nhạc là nó sẽ bị bản quyền nên sẽ không được đăng được video. Với video có thế nào thì mọi người xem thế nhá, thông cảm cho mình nhá. Đấy nhá, phải quay hết được cái lễ hội khai trương của người ta nhưng mà mình không thể quay được. Mình chào mọi người nhá, mình dừng video nhá. Trong hội thì nó có cũng rất nhiều cái gian hàng bán về tôm cá, về mắm muối các loại, các khắp các tỉnh thành người ta mang đến, nhưng mình cũng không thể quay được vì dưới đấy người ta cũng hay mở loa đài, nên là mình không quay được, mọi người thông cảm nhá. Vì nếu cố tình mà quay thì nó cũng bị vi phạm bản quyền, cho nên tốt nhất là thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn xem thấy video hay và ý nghĩa, thì cho mình một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ, để mình có động lực ra nhiều video hay hơn. Cảm ơn các bạn nhiều.